Thế video gì à? Con làm sữa cua này để đây thế này cho mình có thôi chặt quá nó quen hay phết đi chứ. Cái này đi mua lá mới mua thêm mấy cân tỏi à, một cân tỏi làm thử cái mẻ này thì ăn mùng này mùng năm mùng sáu Tết đi ăn một mẻ được rồi. 10 ngày bằng 12 ngày đấy, thằng này hay nhớ ra thế được đấy, cứ nhớ ra được. Rồi không ạ? Đấy, đổ gạo vào. Đấy, miệng bắt đầy, nhớ công thức mà làm. Đấy, đấy. Làm đều các góc. Hay ấy chứ gì chứ. Lần trước mẹ cháu dạy cháu làm nem cũng tầm một tí là xong rồi. Bố mẹ, ông bà già. Một nửa đỗ, một nửa thịt. Sau này một nửa đỗ, một bát gạo đầy. Bốn kilo này. Được. Rồi xong rồi, xong công thức là bây ép vào. Em có góc cho nó đầy chưa? Có góc nó phải đầy đầy. Rồi. Nó đều đã. Rồi. Nhưng mà cái này không ạ? Cái nào? Cái gì? Ô, cái này này. Cái này lá này. Đấy, đéo nhìn này. Cái này chưa. Thôi này, cái này không cần bổ vào, để đi sau. Đấy. Đấy, đấy gì? Gặp này. Đúng rồi. Điệp sát bạn. Đấy. Kéo. Gặp cảm giác này phải vuốt này nè, xong vuốt gặp sát vào đây. Cái khuôn này nó đéo có góc này, nó đéo có gạo này, nó lõm rồi. Quay ngược lại, xoay cả khuôn đi. Này vuốt này cắn theo này đấy. Vuốt này cảm giác lên này, thành cái cảm giác nó được gọi. Thôi được rồi. Bây giờ bỏ khuôn, rút cái khuôn ra. Cái này phải giữ, tại vì nếu không có lạt thì xếp lại cái lạt. Tự nhiên nhẹ thôi. Đấy, cái lạt này được đây. Sửa cái lạt khó rồi nhỉ. Đây cái này. Cái này nhớ chưa? Đấy, được rồi, cái này buộc lên được rồi. Nó do sợi lá chưa đều đâu vậy ạ? Sợi lá nó chuẩn thì nó hơi dễ. Có thành thảo đấy, dạ. Mình bình thường. Lật lên dàn đều lạc này cho nó đẹp. Ồ, chưa được rồi. Hả? Gì? Cái này cái là cái nút này xuống dưới mà đùa có đường lên trên này nó đúng cái cạnh này nó mới trông nó vuông cái bánh. Vâng. Nó mới đẹp. Đây, nhìn cái này này hơi khó. Này cái chỗ này đường này mày gấp đã đỡ đéo đâu, cái chỗ chéo này này. Vâng. Cái chỗ này này nhìn ra cái chỗ này là mình cái đầu tiên này là mình bị gặp lỗi cái này nó không đẹp, nó phải đường chéo này, cái này phải vào trong nữa đúng không? Đó. Đấy nó mới thành bốn cái tam giác này mà. Cái này không có, đúng không? Để mình nhìn thế này chưa? Nó phải thành bốn cái tam giác như một này, này, hai này, ba, bốn này. Để đây cái này nó mất nè cái gì tam giác này. Đấy, nhưng mà cũng tạm được thôi, nhưng mà rút nghiệm thôi, tháo ra cho tháo ra. Này có lại.